Các gia quyến của 65 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon tối ngày 28 tháng 11 đã ra tuyên bố về việc thành lập một nhóm tạm gọi là Ban Thảo luận Gia quyến nạn nhân thảm họa dẫm đạp Itaewon ngày 29 tháng 10. Các gia quyến nhấn mạnh Ban Thảo luận được thành lập để truyền đạt chính xác ý kiến của các gia quyến tới chính phủ, làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi oan ức của các nạn nhân và truy cứu một cách thích đáng đối với người chịu trách nhiệm. Các gia quyến đã chỉ trích ngay từ khoảng thời gian đầu khi vụ việc vừa xảy ra, chính phủ đã đưa ra những lời giải thích dối trá, trốn tránh trách nhiệm, không đưa ra lời xin lỗi chính thức, làm hằn sâu thêm vết thương cho cả những người đã khuất và người thân của họ. Chính phủ cũng bị chê trách khi không hề hỏi ý gia quyến mà đã tự dựng lên các bàn thờ chung tưởng niệm không bài vị và tự ý quyết định thời gian tưởng niệm, cũng như việc giả vờ thể hiện lòng hảo tâm khi hỗ trợ chi phí và thủ tục tăng lễ để an ủi những gia đình nạn nhân bản tuyên bố trên còn lên án chính phủ thiếu triệt để khi chỉ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân thảm họa đối với một bộ phận người chịu trách nhiệm mà không hề giải thích gì cho bên gia quyến. Các gia đình kêu gọi chính phủ tập trung vào việc làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thảm họa thay vì xem xét bồi thường. Những thân nhân người bị nạn kêu gọi các gia quyến khác tham gia ban thảo luận bất cứ lúc nào thông qua nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ được biết hiệp hội luật sư hàn quốc đã lập ra một bộ phận chuyên trách để hỗ trợ pháp lý cho các gia quyến tiến hành kiện tụng và quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê luật sư cho họ